thưa quý vị, đây là một bạn trẻ đại diện cho các giới trẻ hôm nay. Và bạn là Nu Phan và bạn đã bỏ thời gian ra để tham gia cho cuộc diễn hành hôm nay. Thì Mimi xin hỏi Nu là lần đầu tiên, được biết là đây là lần đầu tiên Nu tham gia trong cái hội này. Thì Nu cảm thấy như thế nào? You can just say in English. How do you feel about the experience overall? It's really fun. My first time was at that festival a few months ago, and this is my second time. How did you know about this event? Oh, I had friends in there, and they just told me to join, so I did. Oh, okay. Well, thank you very much for spending your time with us here today. Okay, thank you. Hôm nay Mimi cũng rất là vui. Mimi đi một vòng hội chợ thì gặp được thầy Tôn. Thầy cũng là đại diện, thầy là hiệu trưởng của trường Montgomery Middle School. Và thưa thầy, xin thầy cho quý khán giả biết là cái quầy hôm nay là để là cho cái lý do gì thưa thầy? Bữa nay chúng tôi mỗi năm có ra ở hội trường này đó để quảng cáo nhà trường của chúng tôi lớp 6, lớp 7, lớp 8. Phụ huynh nào mà có con em ở trong khu vực Linda Vista đó, làm ơn tới cái quầy của chúng tôi để coi nhà trường có làm những chương trình gì đó để giúp đỡ con em tiến bộ trong tương lai học hành. Mấy cái thầy giáo ở đằng sau lưng chúng tôi đó là hai thầy giáo đại diện trong môn lịch sử và toán, mà hai bà giáo này đó là có cầm quyền cái chương trình kêu là để dẫn học sinh đi chương trình Washington DC. Thì bữa nay để gây quỹ của cái quầy này để gây quỹ cho giúp đỡ học sinh để gây quỹ đủ tiền để cuối tháng 6 đi Washington DC. Vậy là rất là tốt thưa thầy. Vậy thì thưa thầy, cái trường Montgomery này mình có khoảng là bao nhiêu học sinh Việt Nam hả thầy? Trường của chúng tôi có khoảng 35% là dân tộc Á Châu, và trong 35% đó cũng khoảng hơn 20% là người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Xin cảm ơn thầy rất nhiều và chúc thầy có một ngày hội chợ thật là vui. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, chào cô. Thưa quý vị, và đây là một cái quầy của người Mỹ Tây Cơ và cũng là người Michoacan. Thì anh có bán những cái đồ cổ của nước này và anh sẽ chia sẻ với quý vị một cái món rất là đặc biệt thưa quý vị. Thaddeus, can you please tell us about this item that you have in front of you? Well, this is a beautiful handicraft from the state of Michoacan, and it was made by artisan women who learned this technique from a very early stage in life, and they use to paint these organic paints, and it takes them probably 2 to 3 weeks to complete the piece. And you also mentioned that this is a way for them to create jobs for the people in your country. Yes, there is a state program that helps them to create these pieces, and they export them to different countries, you know, Europe, United States, and it helps the community to bring some money, and it's a way to help them to send their kids to school and stuff, so it's really neat. It's a really neat program. Thưa quý vị, anh Thay thì vừa nói những món đồ cổ ở đây tất cả đều làm bằng tay, gọi là handcraft. Và quý vị thấy nó rất là đẹp và rất là công phu. Thì cái dĩa trước mặt của anh Thay thì là cái dĩa này khoảng là một tháng để cái người đó làm ra một cái dĩa thật là đẹp và đặc biệt như thế này. Và lý do là họ làm như vậy là để tạo cơ hội cho những người dân có công việc làm và để người dân có tiền để đưa con em mình đi học thưa quý vị. Thank you so much for sharing your culture. You're welcome. Thank you very much. Have a good day. Trước mặt quý vị đây là cô Patricia và cô là trưởng ban tổ chức của hội múa của San Diego Xinjiang Dance. Và Mimi sẽ hỏi cô là Hi, how are you? I'm doing great, thank you. Such a beautiful day. Is this your first time attending this event? Actually, it's the second time. We were here last year. Oh,
Okay. How long did it take for you guys to practice and getting prepared for this event? Actually, years. We've been practicing for years. But for this particularly, we've been practicing about 3 weeks. Wow. So what kind of performance will you guys be doing today? Today is Chinese classical music and Chinese collective dance and Chinese folk dance. Wow. How do you think this festival helps the community promote the culture? Yeah, I think this is a great opportunity, not only for us to come here, enjoy the audience, enjoy the atmosphere, but also give us opportunity to share our culture and our performance and art form to the audience. We're really happy to be here. Wow, it's great, and we're looking forward to see you guys dance, and thank you for sharing your culture and tradition with us. Thank you. Quý khán giả của VNTV vừa cùng Mimi thăm hội chợ thật náo nhiệt và tưng bừng của vùng Linda Vista. Hy vọng VNTV đã đem đến những giây phút giải trí thật vui tươi cho quý vị. Mimi xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự kỳ tới. VNTV!